Việt Nam ngày càng phát triển, vẫn và đang được rất nhiều giới mộ điệu thế giới quan tâm. Trendy xây dựng thương hiệu giày cao gót, mong muốn hướng người phụ nữ Việt Nam quan tâm bản thân nhiều hơn và nâng tầm đẳng cấp phụ nữ Việt. Với mong muốn xây dựng một thương hiệu giày cao gót vươn tầm thế giới, đây là mục đích mà Trendy đang hướng tới. Thời trang là sự sáng tạo của con người, ai cũng có quyền thể hiện cái tôi của mình trong thời trang. Đây là minh chứng rõ ràng nhất, hơn 10 năm qua, Trendy đã mang đến hơn hàng ngàn thiết kế bắt kịp xu hướng thời trang của thế giới. Về định hướng của Trendy, mong muốn mang thương hiệu Trendy Su đến gần hơn với giới mộ điệu thời trang quốc tế, để chúng ta có thể tự hào rằng Việt Nam có một thương hiệu giày cao gót riêng. Chúng tôi yêu thời trang, am hiểu, phát triển, sáng tạo và sống cùng với nó.